mẹ quánh ba cho ba quánh mẹ. Ba đâu có làm gì sai đâu mà mẹ quánh ba. Mẹ đi quỳ lên úp mặt vô tường cho mẹ. Vì sao không cho ba quay? Mẹ quánh ba. Im lẽ nghe mẹ nói. Vì sao không cho ba quay? Con không cho ba quay. Vì sao? Vì sao không cho ba quay? Vì sao? Con không cho ba quay. Con không muốn ba quay. Vì sao không muốn ba quay? Vì sao? Con nói là nguyên do vì sao không muốn ba quay cho mày nghe. Mẹ thấy hợp lý thì mày nói ba không được quay. Vì sao? Con không muốn ba quay. Vì sao không muốn ba quay? Con không có nói chuyện được. Sao không nói chuyện được? Ba quay. Con mất muốn nói chuyện được. Ba quay nó mới vừa liên can tới con mà con không nói chuyện được. Ba quay con. Mày biết con im lặng con trả lời đó. Ba quay tại sao mà không nói chuyện được? Con không có thích ba quay. Nhưng mà vì sao không thích ba quay thì có liên can gì mà không thích? Ừ. Vì sao? Tại vì con không có thích ba quay. Nhờ nên con không có thích ba quay như mà. Nhưng mà vì sao không thích ba quay mới được chứ? Vì sao? Con không có. Vậy vì sao mấy bữa con chơi con biểu ba quay? Con bây giờ sao? Quay như vậy. Mấy lần trước con chơi búp bê rồi con nhờ ba quay đó. Con nhảy con hát rồi con nhờ ba quay á. Tại sao bây giờ con lại không thích ba quay? Tại sao? Mẹ hỏi con nè. Tại sao? Con bây giờ con muốn ba tát hết. Bây giờ mẹ hỏi tại sao? Con nói ra được tại sao thì mẹ mới nói ba tát. Tại sao? Con muốn ba tát. Mắc mới về ba tát. Con muốn ba tát. Hả? Con muốn ba tát. Ba quay lại đây là để cho con nhớ. Hẻ mỗi lần con quên là mở ra cho con nhớ. Con nhớ cái lời hứa của con. Con muốn ba đây là ba lên đây ba phải tát. Tại sao con muốn ba tát? Con muốn ba tát. Ừ? Con sai thì phải quay lại để cho con nhớ. Con hứa những gì với mẹ thì ba phải quay lại để cho con nhớ. Lần sau con quên thì mở ra cho con coi. Để coi mẹ phạt con có đúng hay không. Đúng chưa? Hay sao? Vì con mắc cỡ hả? Mới nói lần trước quên sao bây giờ còn nói lớn tiếng nặng hộ mày nữa hử? Con mắc cỡ phải không? Dạ không. Không chứ sao không cho ba quay? Con không có cho ba quay. Vì sao không cho ba quay? Con không. Tại con không có cho ba quay. Nhưng con là con của ba. Con sai, con quay cái sai của con lại, con đúng, con quay cái đúng của con lại để cho con nhìn thấy. Con quay lại con sợ dị phải không? Sợ bạn bè coi dị phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng nha. Biết là mình làm xấu quay lại là người khác coi, biết mình dị phải không? Đúng nha. Đúng chưa? Sao mày hỏi không nói? Đúng không? Chưa. Chưa chứ sao? Giờ nói sao nữa mà không hiểu? Nói nghe mẹ mới hiểu, con mới hiểu chứ. Rồi bây giờ mẹ nói vậy có hiểu không? Quỳ lên đứng ở mặt vô tường cho mẹ tới chiều. Hiểu chưa? Hiểu rồi, nói cái khác. Nói cái gì? Bây giờ quỳ lên đứng ở mặt vô tường, không có nói cái gì nữa, không cần nói cái gì nữa. Nói cái khác là cái gì? Mẹ nói cái khác đi. Mẹ nói gì mẹ nói đi. Mẹ cứ nói gì mẹ nói. Mẹ nói là nãy giờ mẹ dạy, mẹ dặn con cái gì con còn nhớ hay không? Nhớ không? Bỏ cái tay xuống khỏi con mắt. Nhớ không? Nhớ. Đó, nhớ mà nói chuyện với mẹ vậy đó. Quỳ lên đó mẹ cái tường. Mẹ biểu quỳ. Mẹ nói tiếng thứ nhất. Con nhớ mà con nói nhớ mà con nói vậy với mẹ hả? Con phải nói là dạ nhớ. Không ai, con nói là nhớ. Nói chuyện mẹ vậy đó hả? Nhớ mà nói vậy đó hả? Nhớ nhớ cái chỗ nào? Quỳ vô. Ông nhớ.
mẹ biểu con quỳ lên đứng ở bàn